hiện đầm bông này ca phơi pancake từ bông như thời đạm sao pancake bây giờ phía đầm bây thơ pancake nuôi hay đặt bông ngon mặc rộp hay quay chỗ này và tôi mất thời đặt thật đọc cổ tôi mới thời đặt thật đọc cổ này. Đã chụp hai chị con chàng chắc cả. Bộ tọc mới dưng bay với chỗ khí. Quay về mặt. Nhưng phở bơ chẳng là bề vì chua vậy. Đó phải thử bằng kiểu. Ai vậy? Ừ. Dù mấy. Thôi nè. Thôi mấy kèo chứ. Ừ nó đi vô sổ lá thế này. Nhớ. Vậy hả? Thôi hôm nay là thêm nhé. Như Trang phanh khách đồng nè. Ừ đã trở lại. Còn ai vô Trang phanh. Đây trở lại. Bạn này mở gì? Bạn vô à? Bên dạ. Cái thọ đậu ôn gì? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tổng mà tiên thua ca rồi sô-cô-la bì lỡ. Bà xây dân trong ban rô chết tổ đó có những ai rồi tổ đó có bì lỡ các bạn này. Thì rồi hai anh nhà ba này, bye bye.